Dạ thưa, trong cái chương trình chia sẻ hôm thứ ba vừa rồi, chúng ta đã được cùng nghe sự chia sẻ về tiến trình tu chứng chánh đẳng giác của Đức Phật. Và khi thành tựu được lậu tận trí thì khi đó Bồ Tát mới tự nhận mình đã chứng được chánh đẳng chánh giác. Như vậy khi thành tựu được lậu tận trí thì khi đó Đức Phật mới nhìn nhận sự đạt được sự giải thoát sanh tử của chính mình. Và vì trong cái thời gian kỳ rồi nó hạn hẹp, thành ra con chưa có chia sẻ kỹ về vấn đề về lậu tận trí. Lậu tận trí là gì? Lậu tận trí, lậu là lậu hoặc, tận là diệt tận hay là đoạn tận, trí là trí tuệ. Lậu tận trí có nghĩa là trí tuệ biết được các lậu hoặc của mình đã đoạn tận, hay là trí tuệ biết được những trạng thái tâm nhiễm ô của mình đã được đoạn tận. Và khi biết được những trạng thái tâm nhiễm ô của mình đã đoạn tận, đó cũng là được gọi là trí về sự giải thoát. Khi biết rằng trong tâm mình không còn những trạng thái của dục nhiễm, hữu nhiễm hay vô minh nhiễm, và hoàn toàn trong sạch, thuần tịnh, không động chuyển, thì khi đó Bồ Tát tuyên bố rằng Ngài đã đạt được tâm thanh tịnh giải thoát, giải thoát khỏi dục lậu, khỏi hữu lậu và khỏi vô minh lậu. Như vậy, lậu tận trí đó là được gọi là trí biết về sự đoạn tận, sự diệt tận của tất cả những lậu hoặc, những nhiễm ô trong tâm của mình. Như vậy, điều mà chúng ta, những người con Phật, cần tìm hiểu kỹ, cần học hỏi kỹ ở đây, đó là chính là lậu hoặc là cái gì. Nếu chúng ta không biết được lậu hoặc là cái gì, thì làm sao chúng ta có thể đoạn tận được lậu hoặc, và làm sao chúng ta có thể thành tựu được sự giải thoát. Và cái mà được gọi là sự giải thoát sanh tử ở đây chính là sự đoạn tận những cái lậu hoặc đó. Thành ra những vấn đề về lậu hoặc là những vấn đề mà chúng ta rất cần phải nắm hiểu thật rõ, thật kỹ càng, thật chính xác. Nhờ sự nắm hiểu này, chúng ta mới biết là mình cần phải tu tập cái gì. Nếu mà không nắm hiểu được lậu hoặc thì chúng ta sẽ thật khó biết rằng mình tu tập cái gì, và sự tu tập này đưa đến cái gì, thành tựu cái gì. Cho nên khi đến với Đạo Phật, người con Phật rất cần phải nắm rõ về khái niệm lậu hoặc. Khái niệm lậu hoặc trên ngôn ngữ và khái niệm lậu hoặc trong nội tâm. Tất nhiên là chúng ta cần phải biết lậu hoặc về mặt sách vở cái đã, và sau đó chúng ta cần phải thực chứng lậu hoặc về mặt trí tuệ của tự thân. Nếu tự thân mà chúng ta không thấy được lậu hoặc, mà chúng ta chỉ thấy lậu hoặc trên sách vở không, vẫn chưa được, gọi là vẫn chưa thể thể nhập được trí tuệ tu học một cách xác thực về nội tâm của mình. Thành ra khi tiếp xúc với danh từ lậu hoặc, đầu tiên chúng ta sẽ tiếp xúc về mặt ngôn ngữ kinh điển. Sau đó công việc của chúng ta là đi vào trong sự tu tập, thực hành để tự thân mình thấy biết được lậu hoặc. Khi nào chúng ta có thể tự mình nhìn thấy được lậu hoặc trong nội tâm của mình như là chúng ta đang mở mắt và đang nhìn thấy nhau vậy, thì đó mới gọi là chúng ta thành tựu được chánh kiến, chúng ta thành tựu được sự thấy biết đúng đắn của một người tu. Cho đến khi nào chúng ta chưa thành tựu được trí thấy được lậu hoặc như là chúng ta đang nhìn thấy nhau như vậy, thì cho đến khi đó chúng ta vẫn chưa gọi là thành tựu được chánh kiến của một người con vật.
Thành ra trí về lậu hoặc là rất quan trọng. Và để nhìn thấy được lậu hoặc, chúng ta phải đi qua một cái trí đầu tiên, nó được gọi là trí về ngũ uẩn. Thành ra chính vì vậy, khi mà đi vào trong sự thành tựu lậu tận trí, đầu tiên hết Bồ Tát đã chứng ngộ trí về ngũ uẩn trước, sau đó Ngài mới chứng ngộ trí về lậu hoặc. Ngày xưa khi đọc những bản kinh này nhiều năm trời, phải nói là đọc Nikaya nhiều năm, khi mà con đọc đến cái phần kinh mà nói về Đức Phật thành tựu lậu tận trí, đọc sơ thôi, tại vì nói rất là ngắn gọn. Bồ Tát dẫn tâm hướng tâm về lậu tận trí, Ngài như thật biết rằng đây là khổ, như thật biết rằng đây là khổ tập, như thật biết rằng đây là khổ diệt, như thật biết rằng đây là con đường đưa đến khổ diệt, như thật biết rằng đây là các lậu hoặc, như thật biết rằng đây là các lậu hoặc tập khởi, như thật biết rằng đây là các lậu hoặc đoạn diệt, như thật biết rằng đây là con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm Ngài được giải thoát khỏi dục lậu, khỏi hữu lậu, khỏi vô minh lậu. Nhờ sự giải thoát này mà trí khởi lên biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này sẽ không còn một đời sống nào khác nữa. Như vậy, ngày xưa khi đọc qua những đoạn kinh như vậy, con đọc lướt qua thôi, đọc về mặt chữ nghĩa, đọc để mà đọc ngay phần đó, không hiểu được vấn đề. Cho đến nhiều năm sau, có thể nói rằng sau gần 10 năm tiếp xúc với Nikaya, con mới hiểu được đoạn kinh đó. Chỉ một đoạn kinh ngắn như vậy, nhưng đó lại là đoạn kinh chứng ngộ chánh đẳng chánh giác của Đức Phật. Nhưng mà lời thì sao quá đơn giản. Đây là khổ, đây là lậu hoặc, đây là khổ đi trước và đây là lậu hoặc đi theo sau. Đọc, 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 giống như người ta gọi là vịt nghe sấm, hay là nước đổ đầu vịt, hay là nước đổ la môn. Đọc vậy thôi. Nhưng sau gần 10 năm tiếp xúc với Nikaya, gần 10 năm đọc Nikaya, gần 10 năm để tâm vào trong sự học hiểu Nikaya, từ từ, các pháp bắt đầu dần lộ ra với một điều kiện. Đó là chúng ta phải để tâm vào trong đó, để tâm vào trong đó, sống vào trong đó, tu tập vào trong đó, thì từ từ chúng ta mới có thể thấy hiểu được Nikaya, cốt tủy của Nikaya là gì. Và lậu tận trí, để thấy được những vấn đề uế nhiễm trong nội tâm của mình, đầu tiên hết, Bồ Tát đâu thấy được cái gì là uế nhiễm. Đầu tiên hết, khái niệm lậu hoặc đâu có trong kinh điển. Cho đến khi Bồ Tát thành tựu được trí về ngũ uẩn, rồi sau đó Ngài mới thấy về các lậu hoặc. Cho nên là trong lậu tận trí, Ngài đã thành tựu trước trí về ngũ uẩn, trí về bốn thánh đế, khổ, tập, diệt đạo. Đó là gì? Đó chính là trí về ngũ uẩn. Bốn thánh trí này tức là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Và Ngài nhìn thấy, sau khi nhìn thấy được túc mạng trí và sanh tử trí của mình và các chúng sanh, sự nhìn thấy đó là cái gì? Vấn đề logic ở đây, vấn đề gọi là liên hệ, liên kết ở đây là cái gì? Vì sao sau khi Bồ Tát thành tựu được túc mạng trí là nhớ được đời sống trước của mình, và sau đó Ngài đi đến sự thành tựu, sự nhớ được đời sống trước của chúng sanh, thì khi đó một khái niệm, một danh từ mới bắt đầu được thành lập, đó là khái niệm về ngũ uẩn. Sau khi nhìn thấy được sự sanh tử của mình và các chúng sanh như một người xem một bộ phim dài lê thê dằn dặc, hàng ngàn tập, hàng chục ngàn tập, và mỗi một tập phim nào cũng kết thúc trong nước mắt, phiền não và khổ đau, vị này kết luận rằng bộ phim này
là hoàn toàn đau khổ, là thật sự đau khổ, là rất nhiều đau khổ. Tuy có những vui, có những khả lạc, có những sự dễ chịu, thoải mái, thích thú ở trong đó, nhưng kết cục của nó luôn luôn là đau khổ và nước mắt. Và Ngài thấy rằng đó là một bộ phim đầy tràn nước mắt. Cho nên Ngài đã kết luận rằng đây là khổ. Và cái khổ đó là gì? Sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u não là khổ. Và tóm lại, cái khổ của tất cả những vấn đề này chính là sự chấp thủ đối với năm uẩn. Như vậy, đến lúc này, khái niệm ngũ uẩn lần đầu tiên được xuất hiện ở đời này. Khái niệm ngũ uẩn lần đầu tiên ra mặt, có mặt ở cuộc đời này. Đó là khi Ngài đầy đủ trí thấy về sự sống chết của mình và các chúng sanh. Tại vì sao khái niệm ngũ uẩn ra đời vào lúc này? Là khi Ngài nhìn thấy được những đời sống trước của mình và các chúng sanh. Thường trong cuộc sống chúng ta vẫn nghe có những vị nhớ lại được một hai đời sống trước. Nhưng những vị này họ chỉ nhớ được một vài đời hoặc một vài chục đời, trăm đời, ngàn đời. Nhưng Đức Phật nhớ được rất rất là nhiều, trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp của sự sanh tử. Và trong mỗi một sự nhớ lại như vậy, Ngài nhớ được tất cả những chi tiết của đời sống đó, từ những sự sanh khởi ra cho đến sự vận hành của những cảm xúc, những tư tưởng, những suy nghĩ, những sự hay biết. Những pháp này đã làm cho các chúng sanh tạo ra những thân hành, khẩu hành và ý hành như thế nào. Rồi khi chết, các vị này đã ra đi theo sự thúc đẩy của các nghiệp. Vì nhờ Bồ Tát đã nhìn thấy được từng chi tiết, từng vận động, từng sự hoạt động, sự vận hành của thân và tâm của mình và các chúng sanh, cho nên Ngài được gọi là sự nhìn thấy đó là Ngài nhìn thấy được ngũ uẩn. Và nhờ nhìn thấy được ngũ uẩn đó mà khi Ngài kết luận bộ phim đó là Ngài kết luận nó là khổ. Và sự khổ đó là gì? Chính là sự chấp chước ngũ uẩn mà sanh tử khổ đau đang có mặt. Như vậy, sự chia sẻ của con ở đây là gì? Là con muốn trình bày với chúng ta rằng là khái niệm ngũ uẩn đã được Đức Phật chứng ngộ, giác ngộ, thành tựu trí khi Ngài nhớ được trọn vẹn chi tiết về sanh tử của mình và các chúng sanh. Và tiếp tục, sự chứng ngộ đó là sự chứng ngộ, sự thấy biết đầy đủ bốn trí về ngũ uẩn. Trí thứ nhất, ngũ uẩn, sự chấp thủ nó là khổ. Trí thứ hai, Ngài thành tựu là do sự tham ái này đưa đến sự sanh khởi ra các ngũ uẩn. Tham ái ở đây là tham ái cái gì? Chính là sự tham ái, sự si mê, sự chấp trước đối với ngũ uẩn mà dẫn đến sự sanh khởi ra không ngừng nghỉ của những thân ngũ uẩn vô thường như thế này. Và trí thứ ba là gì? Khi nào lòng tham ái, dính mắc, chấp thủ đối với ngũ uẩn này được đoạn diệt thì những thân vô thường này sẽ được đoạn diệt. Và trí thứ tư là phương pháp chân chánh tu tập đưa đến sự đoạn diệt ngũ uẩn, chính là bát chánh đạo. Nhưng ngay điểm này, Bồ Tát vẫn chưa tự nhận mình là thành tựu tâm giải thoát. Thành ra chúng ta nhận hiểu một vấn đề rằng sự tu học tứ thánh đế, sự tu học trí về ngũ uẩn để làm gì? Ngay khi thành tựu được trí về ngũ uẩn như vậy, Bồ Tát vẫn chưa công nhận mình thành tựu sự giải thoát. Là vì sao? Khi thành tựu được trí ngũ uẩn này rồi, Ngài thành tựu trí về lậu hoặc. Nhưng vì sao thành tựu trí về ngũ uẩn rồi mới thành tựu trí về lậu hoặc? Đó là điểm mà hồi nãy con chia sẻ, là khi con đọc cái đoạn kinh này nhiều lần, mấy chục lần, không biết bao nhiêu lần mà nói, rất rất là nhiều, nhưng mà không để ý là trong lậu tận trí nó có tới 8 cái trí lận. Đó là trí, 4 trí về ngũ uẩn và 4 trí về lậu hoặc.
Và sau một thời gian đầu là thực hành áp dụng nhận diện ngũ uẩn để tự thân mình thấy biết được ngũ uẩn trong mình đang sinh hoạt, đang chi phối, đang thúc giục, đang điều khiển con người mình như thế nào trong cuộc sống này, thì bắt đầu từ từ con đã nhận ra cái gì. Đúng theo như tinh thần lậu tận trí của Đức Phật, đầu tiên Ngài chứng ngộ trí về ngũ uẩn, sau đó Ngài thành tựu trí về lậu hoặc là vì sao? Đó là trong những khi ngồi thiền, tu tập, nhận diện ngũ uẩn, sau khi đã từ từ nhận diện được những cảm giác trong mình, nhận diện được những tưởng, nhận diện được những suy nghĩ, nhận diện được những sáu sự rõ biết, thì bắt đầu mình lại nhận ra có thêm một cái gì đó. Bên cạnh năm uẩn này, sau khi nhận diện được sắc thọ tưởng trong nội tâm mình, thì lại nhìn thấy có một cái gì đó, một trạng thái tâm không tỉnh rõ. Đây là cái gì? Và cuối cùng nhận ra được đó là vô minh. Và tiếp tục nhận diện như vậy, con nhìn thấy trong đó, đằng sau những cảm thọ, những tư tưởng, những suy nghĩ, đó là những trạng thái của dục, những trạng thái của lòng tham ái, những trạng thái của sân diễn ra như thế nào, tham diễn ra như thế nào, si diễn ra như thế nào, nằm trong ngũ uẩn hoặc bên cạnh ngũ uẩn. Nhờ sự nhìn thấy ngũ uẩn mà từ từ mình sẽ nhìn thấy được những trạng thái dục nhiễm trong người của mình, những trạng thái vô minh nhiễm trong người của mình, những trạng thái hữu nhiễm trong người của mình. Chính vì vậy, kỳ rồi con nhớ con có chia sẻ rằng là khi ngồi thiền, nếu chúng ta thiền tập, chúng ta sẽ thấy sau một thời gian thiền tập, chúng ta ngồi có sự định tâm, nhưng mà tâm không được hoàn toàn an tịnh, vắng lặng. Hình như nó vẫn có một cái gì đó rì rào, hoạt động nhẹ nhẹ mà chúng ta không điều khiển được, không nhiếp phục được. Và khi ngồi ở trong trạng thái như vậy, con đã nhận diện ra được đó được gọi là trạng thái của hữu lậu. Hữu lậu là gì? Một trạng thái tâm vận hành hoạt động âm thầm ở phía bên trong. Và phải nhờ sự nhìn thấy ngũ uẩn, chúng ta mới có thể nhìn thấy được ngũ hữu lậu. Phải nhờ nhìn thấy được ngũ uẩn, chúng ta mới có thể hiểu như thế nào là trạng thái tâm bị vô minh. Phải nhờ nhận thấy được ngũ uẩn, chúng ta mới có thể thấy được như thế nào là trạng thái tâm bị dục nhiễm chi phối. Và sau một thời gian thực hành như vậy, bắt đầu các lậu hoặc đã hiển lộ ra. Và nhờ như vậy, sau này khi nhớ lại những bản kinh này, khi đọc lại những bản kinh này, con mới chợt nhận ra ý nghĩa trong bài kinh. Và nhìn thấy rằng là sự tu học của mình đã đi theo đúng con đường của Đức Phật dạy. Và đúng như vậy, Đức Phật Ngài đã chứng ngộ được trí về ngũ uẩn. Và nhờ trí về ngũ uẩn này, Ngài đã thấy được những trạng thái tâm ô nhiễm của mình. Và thấy rồi, làm cái gì để cho nó hết nhiễm đây? Sau khi chúng ta thấy được ngũ uẩn, chúng ta sẽ đi đến chỗ là thấy được lậu hoặc, thấy bằng con mắt của trí tuệ, thấy như chúng ta đang nhìn thấy nhau vậy. Nhưng sự thấy này thuộc về tâm, thuộc về trí tuệ của nội tâm. Và sau khi thấy được lậu hoặc rồi, thì làm sao đây? Không phải thấy là nhìn như vậy không? Mà chính trong sự thấy lậu hoặc này, trong bài kinh gọi là Kinh Đại Bổn, nói về Bồ Tát Vipassi, tức là Đức Phật Tỳ Bà Thi, cũng như các Đức Phật về sau, khi nhìn thấy được lậu hoặc như vậy, các ngài an trú tâm trong sự quán chiếu ngũ uẩn, thấy chúng sanh, chúng diệt, thấy được các lậu hoặc, trạng thái tâm tẩy sạch những tham ái, những dính mắc đối với ngũ uẩn, thì dần dần các lậu hoặc sẽ được đoạn tận. Tất nhiên là sau khi chúng ta nhìn thấy được ngũ uẩn rồi, chúng ta tiếp tục an trú tâm trong sự quán chiếu sự sanh diệt của ngũ uẩn, và sau một thời gian thì tất cả những trạng thái nhiễm ô của nội tâm sẽ được diệt tận hoàn toàn. Và khi trạng thái nhiễm ô của nội tâm được diệt tận hoàn toàn, thì khi đó chúng ta sẽ tự biết trạng thái tâm trong sạch của mình và biết rằng sanh đã tận,
phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, và sau đời sống này sẽ không còn một đời sống nào khác nữa. Như vậy, vấn đề mà con muốn tô đậm cho ngày hôm nay đó là vấn đề về lậu hoặc và ngũ uẩn. Và con mong rằng tinh thần chia sẻ này sẽ để lại cho chúng ta một sự nhìn nhận, một sự hiểu biết sâu sắc, chân chánh, đúng pháp về ngũ uẩn. Và nhờ vậy sự tu tập của chúng ta sẽ được trong sáng hơn, rõ ràng hơn và biết cách đi cho mình dễ dàng hơn. Lậu hoặc là gì? Cho đến hôm nay, cho đến giờ phút này, câu hỏi vẫn được đặt lại. Con nghĩ chắc là trong chúng ta vẫn đang có những câu hỏi trong lòng. Thật ra lậu hoặc là cái gì? Thưa đúng không ạ? Lậu hoặc là gì? Con đưa ra một ví dụ. Ví như có một lu nước. Chúng ta xin hãy nghe thật kỹ ví dụ này. Ví như có một lu nước đã được để lâu ngày ở ngoài trời. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, không ai còn biết rằng lu nước này đã có mặt từ khi nào. Nhưng chúng ta được biết rằng lu nước này đang có mặt và đã có mặt lâu rồi. Và lu nước này đã có mặt ở ngoài trời, dưới nắng, gió, mưa. Lâu ngày, khi mà chúng ta nhìn thấy lu nước thì nó đã là một lu nước bẩn. Khi chúng ta đến gần lu nước, chúng ta ngửi được cái mùi hôi của lu nước. Khi chúng ta nhìn vào lu nước, chúng ta thấy nước ở trong lu nó bẩn đục. Và nhìn sâu vào trong lu nước, chúng ta thấy bên trong lu nước ấy đó là những con lăng quăng, những rác rưới, những cát bẩn đang ở phía bên trong ấy. Chúng ta không nhìn thấy được tận đáy, nhưng mà có thể thấy phía bên trên mặt nước đó là sự sanh khởi của những loài sinh vật sanh ra từ trong cái lu nước ô nhiễm này: lăng quăng, muỗi và những loài sinh vật khác. Cát, đất, đá, lá cây khô héo bây giờ đã trở thành rong rêu, đã trở thành sình, đã trở thành những sự dơ bẩn trong lu nước. Như vậy, khi chúng ta nói về lu nước này, chúng ta nói rằng lu nước này có mùi hôi. Thứ hai, lu nước này bẩn, màu nước không trong sạch. Và thứ ba, lu nước này có sự sản sinh ra những côn trùng sinh vật ở trong đó. Ví dụ như lu nước bẩn đó, đó là trạng thái tâm của chúng ta, tâm của chúng sanh, tâm của những loài hữu tình hiện đang còn sanh diệt trong sự sống này. Tâm của chúng ta ở đây là tâm như thế nào? Đó được gọi là trạng thái tâm nhiễm ô, tâm uế trược, tâm cấu uế, tâm ô nhiễm. Ô nhiễm ở đây là ô nhiễm gì? Giống như lu nước vậy. Do lu nước dơ cho nên khi chúng ta đến gần, lu nước có mùi hôi, cũng giống như vậy. Tâm của chúng ta là một trạng thái tâm nhiễm ô, cho nên khi đến gần, chúng ta thấy từ chúng ta xuất ra cái gì? Tiếp xúc với nhau thường, chúng ta thấy ở chúng ta lộ ra cái gì? Phát ra cái mùi gì? Đó là cái mùi của tham, của sân và của si. Khi ở gần nhau, khi đụng chuyện, chúng ta thấy cái mùi của những pháp ác bất thiện, bản ngã, dục, ái, tham, sân si và còn nhiều những pháp bất thiện, kiêu mạn, ngã mạn, vân vân và vân vân. Và những cái đó được gọi là gì? Mùi của một lu nước dơ. Hay còn gọi là gì? Đó là một cái trạng thái dục của trạng thái tâm nhiễm ô của chúng ta. Và cái điều đó được gọi là dục nhiễm. Như vậy, dục nhiễm là gì? Là sự nhiễm vào trong nội tâm những trạng thái tham, sân, si, dục, ái, vô minh của chính mình. Ví như cái lu nước dơ, khi mà chúng ta nhìn vào trong nó, chúng ta sẽ thấy rằng màu nước vẫn đục, không có trong sạch. Cũng giống như vậy, tâm của chúng ta là trạng thái tâm nhiễm ô. Cho nên nếu chúng ta nhìn thấy được trạng thái tâm mình, chúng ta sẽ thấy một điều là hàng ngày khi đi, đứng, nằm, ngồi, giao tiếp,
nói nín im lặng, chúng ta thường ở trong trạng thái gì? Không tỉnh giác, không tự thấy biết được trạng thái nội tâm của mình. Có thể chúng ta có chánh niệm, nhưng chánh niệm và tỉnh giác là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta cho rằng chánh niệm và tỉnh giác là một thì chúng ta vẫn chưa biết được như thế nào là tỉnh giác. Chánh niệm là chúng ta thấy biết được việc mình đang làm. Mình ngồi, mình biết mình đang ngồi. Mình làm việc, mình biết rằng là mình đang làm việc. Điều đó được gọi là chánh niệm. Nhưng nếu chúng ta ngồi, biết mình ngồi, làm, biết mình làm, mà chúng ta không biết được trạng thái tâm của mình là đang ngồi hay đang làm, trong sự tỉnh giác đến mức độ như thế nào, với một cái bóng đèn tỉnh giác là 50W, 80W, 90W hay là 100W, thì cái sự ngồi như vậy chúng ta chỉ mới ở trên sự chánh niệm chứ chưa có sự tỉnh giác. Chánh niệm được ví như là biết khách, còn tỉnh giác ví như là biết chủ. Chánh niệm là chúng ta đang biết được thân này, hành động của mình đang làm cái gì. Nhưng tỉnh giác là chúng ta biết rõ được mức độ tỉnh giác sáng tỏ trong nội tâm của mình. Biết được tâm thức của mình đang tỉnh như thế nào trong khi mình đang nhìn, đang tỉnh như thế nào trong khi mình đang ngồi, đang tỉnh như thế nào trong khi mình đang nói. Cái sự biết rõ, sự tỉnh giác, sự tỉnh thức nội tâm của mình như vậy được gọi là biết chủ. Còn nếu chúng ta chỉ dừng trong chỗ là biết hành động của mình thì đó được gọi là mới dừng trong sự biết khách. Và cái sự vẩn đục của cái lưu nước dơ đó là gì? Đó là chúng ta không nhìn thấy, không biết được sự tỉnh giác, sự tỉnh thức trong nội tâm của mình. Và do không có cái sự tỉnh giác, không tỉnh thức trong nội tâm, cho nên chúng ta không nhìn thấy được sự vận hành, sự hoạt động, sự hiện hữu, sự chi phối của thọ, tưởng, hành, thức trong nội tâm của mình. Sự không thấy biết về nội tâm của mình, sự không tỉnh giác về nội tâm của mình, đó được gọi là vô minh lậu. Hay đó còn được gọi là nhìn vào lu nước chúng ta thấy màu nước vẫn đục là như vậy đó. Và khi nhìn sâu vào trong lu nước, chúng ta sẽ thấy rằng sâu trong lòng lu nước là sự vận hành, sự hoạt động, sự đang sanh sản của những con lăng quăng, sự đang sanh sản của những con muỗi, sự đang biến thành bùn, biến thành những chất rong rêu của những đất cát, lá cây, vân vân. Đó chính là gì trong trạng thái nội tâm của chúng ta? Đó chính là trạng thái nội tâm âm thầm hoạt động, rì rào hoạt động, vi tế hoạt động thâm sâu bên trong nội tâm của mình. Vì sự âm thầm hoạt động, vi tế hoạt động, chấp trước hoạt động trong nội tâm này của mình, cho nên như thế nào? Khi chúng ta thân hoại mạng chung, sắc pháp này thì hoại diệt, nhưng thọ tưởng hành thức thì vẫn đang âm thầm rì rào hoạt động trong đó. Và vì sự vận hành hoạt động của thọ tưởng hành thức này kết hợp với lại nghiệp lực, thành ra những thân năm uẩn vô thường khác lại được tiếp tục sanh khởi, hay còn gọi là sự sanh khởi tiếp tục của những con lăng quăng trong lu nước dơ. Đó là lý do vì sao sự sanh tử không dừng lại được. Khi nào nước còn dơ thì lăng quăng còn hiện hữu, lăng quăng còn có mặt, lăng quăng còn sanh khởi. Khi nào trạng thái tâm này còn có những sự hoạt động âm thầm, những ngấm ngầm, những suy nghĩ, những thân kiến, những âm thầm chấp trước, những tư tưởng ở trong đó, thì những thân năm uẩn vô thường này sẽ sanh sản hoài và không bao giờ dừng lại được. Chỉ cho đến khi nào chúng ta làm vệ sinh cái lu nước dơ này, chúng ta tẩy sạch hết tất cả những rác rớt, những lăng quăng trong lu nước, chúng ta tẩy sạch hết tất cả những mùi hôi của lu nước, chúng ta tẩy sạch hết tất cả sự vẩn đục của lu nước, cho đến khi lu nước trở thành một chai nước suối trong sạch và tinh khiết như vậy, thì chúng ta nhìn thấy rằng trong chai nước này sẽ không thể nào có sự sản sinh ra những con lăng quăng nào nữa cả. Cũng giống như vậy, cho đến khi nào chúng ta tu tập trạng thái tâm của mình, tẩy sạch hết,
tất cả những trạng thái si mê, chấp trước, tham sân si của mình, những trạng thái tâm không tỉnh giác của mình, những trạng thái tâm âm thầm ngấm ngầm hoạt động trong mình, tẩy sạch hết tất cả những trạng thái được gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu này, tâm được hoàn toàn thuần tịnh, trong khiết, cho đến khi đó được gọi là Niết Bàn, được gọi là thành tựu A-la-hán quả, được gọi là thành tựu A-la-hán chánh đẳng quả, chánh đẳng giác quả của Đức Phật. Như vậy, với sự chia sẻ vừa rồi, con mong rằng là con có thể chia sẻ để giúp chúng ta có thể sáng tỏ được ý nghĩa về lậu hoặc. Như vậy, vấn đề lậu hoặc này chúng ta sáng tỏ hết chưa ạ? Và đó là khái niệm về lậu hoặc đầu tiên chúng ta cần phải nắm hiểu. Lậu hoặc còn ví như lu nước dơ, có mùi hôi, có lăng quăng và màu vẫn đục. Khi lậu hoặc hết rồi, ví như lu nước sạch, không còn mùi của tham sân si, không còn màu của sự vẫn đục và không có sự hoạt động ngấm ngầm những tư tưởng, những thầm kiến, những tư kiến, những chấp trước phía bên trong, khi đó là được gọi là lậu tận trí, hay còn gọi là Niết Bàn, hay còn gọi là giải thoát. Vậy, nguyên nhân nào lậu hoặc sanh khởi? Lậu hoặc và vô minh là hai pháp tương tác với nhau. Khi lậu hoặc sanh khởi thì vô minh sẽ sanh khởi, và khi vô minh sanh khởi thì lậu hoặc sẽ sanh khởi. Đó là hai pháp tương tác với nhau. Làm sao để hiểu được vấn đề này? Ví như vậy, nếu như nước càng dơ thì sao? Sự nhiễm ô của nước càng tăng trưởng. Và nước càng tăng trưởng sự nhiễm ô thì sao? Màu nước lại càng thêm dơ. Cho nên vô minh làm sanh khởi lậu hoặc, và lậu hoặc làm sanh khởi vô minh. Và sự không thấy biết về ngũ uẩn làm tăng trưởng thêm các lậu hoặc. Và sự tăng trưởng thêm các lậu hoặc sẽ càng làm tăng trưởng thêm trạng thái vô minh của chúng ta. Như vậy, vấn đề thứ hai chúng ta sẽ được chia sẻ ở đây là nguyên nhân lậu hoặc sanh khởi, nguyên nhân sự nhiễm ô sanh khởi là do sự không trong sáng, sự không thấy biết của mình. Và khi nào vô minh được đoạn tận, tất nhiên là chúng ta tẩy sạch vô minh, tu tập trí về ngũ uẩn để có thể nhìn thấy được nội tâm của mình. Và từ sự nhìn thấy được nội tâm của mình, thấy được các lậu hoặc và tẩy sạch được các lậu hoặc, thì các lậu hoặc sẽ đoạn tận. Như vậy, thánh trí thứ ba ở đây là gì? Khi nào trạng thái tâm không thấy biết về ngũ uẩn này được đoạn trừ, thì các lậu hoặc sẽ được đoạn trừ. Và thánh trí thứ tư ở đây là gì? Khi nào, phương pháp nào, con đường nào, pháp hành nào đưa đến sự đoạn tận các lậu hoặc? Đó được gọi là phương pháp tám đúng, hay còn được gọi là phương pháp bát chánh đạo. Mà nói theo Hán Việt thì đó là gì? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đây là ba pháp mà một người tu Phật sẽ thực hành liên tục trong đời sống của mình. Và nói thêm một cách thuần Việt của chúng ta là gì? Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ tám cái đúng này mà chúng ta mới có thể nhìn thấy được ngũ uẩn. Nhờ nhìn thấy được ngũ uẩn, chúng ta mới có thể nhìn thấy được lậu hoặc. Và nhờ nhìn thấy được lậu hoặc thì chúng ta mới có thể tu tập sự đoạn tận tất cả những lậu hoặc, những nhiễm ô trong nội tâm của mình. Như vậy, phương pháp tám đúng này là một phương pháp đưa đến sự đoạn tận tất cả những nhiễm ô trong nội tâm của mình. Sự chia sẻ tiếp theo của con ở đây là con xin được phép chia sẻ về bát chánh đạo để chúng ta cùng được
chia sẻ chung với con trong vấn đề này. Như vậy, cái đầu tiên hết trong cái phương pháp mà đưa đến sự tẩy sạch những lậu hoặc này đó là gì? Đầu tiên hết của một người tu. Chính vì vậy, một người tu tập, dù chúng ta tu theo hình thức nào, pháp môn nào, tông phái nào, đầu tiên hết, điều chúng ta cần vẫn phải là chánh kiến. Chánh kiến hay còn gọi là chánh tri kiến, hay còn gọi là sự thấy biết đúng. Mà là thấy biết đúng cái gì? Đó là thấy biết đúng về đời sống này, thấy biết đúng về thế giới này, hay còn gọi là thấy biết đúng về thân tâm này. Và đó chính là sự thấy biết đúng, thấy biết chân thật, thấy biết chân chánh, thấy biết rõ ràng về ngũ uẩn. Khi mà chúng ta nói rằng tám cái đúng, thì đây là đúng với cái gì? Có thể có những cái phương pháp đúng để chúng ta có thể làm một cái bánh bông lan. Đó là cái đúng, đó là đúng với việc làm cái bánh bông lan. Có thể có một phương pháp đúng để chúng ta có thể có một cái nồi đồ xào chay ngon. Đó là phương pháp, đó được gọi là phương pháp đúng với việc nấu món đồ xào chay ngon. Việc nấu món đồ xào chay ngon như vậy không thể đem áp dụng cho việc làm một cái bánh bông lan. Và việc làm cái bánh bông lan cũng vậy, không thể đem áp dụng cho việc làm món đồ xào chay. Và tám cái đúng ở đây là gì? Là một cái pháp hành đúng, một phương pháp đúng để đưa chúng ta đi đến cái chỗ là có thể giải thoát được tất cả những phiền não, những khổ đau, những luân hồi sanh tử của mình trong cuộc sống này. Thành ra tám cái đúng này là đúng với cái gì? Thành ra chứ không phải là chúng ta nói là đúng không, và chúng ta còn cần phải hiểu thêm rằng là nó đúng, nhưng mà là đúng với cái gì? Đó là đúng với tâm niệm của một người con Phật, đúng với sự tu tập của những người con Phật trên con đường đi đến sự giải thoát sanh tử mà Đức Phật đã hướng dẫn. Cho nên cái đúng này là việc làm đúng mà một người con Phật cần phải làm nếu như vị này muốn đạt được tâm thanh tịnh giải thoát sanh tử. Thành ra việc đầu tiên hết là gì? Thấy biết đúng, là thấy biết đúng về vấn đề sanh tử và sự giải thoát sanh tử. Tư duy đúng là tư duy đúng, là tập những cái dòng tư duy nào để đưa mình đi đến cái sự giải thoát sanh tử. Nói lời đúng là chúng ta tập những cái lời nói như thế nào để làm cho chúng ta có thể từ từ tháo tâm mình ra khỏi những dính mắc, những phiền não, những nghiệp quả trong sanh tử. Hành động đúng là chúng ta tập đưa thân của mình vào trong những cái hành nghiệp nào mà giúp cho chúng ta được nhẹ nhàng, an lạc trong sự tu tập đi đến sự giải thoát sanh tử. Nuôi mạng đúng là chúng ta làm những cái hành động, những cái nghề nghiệp, những cái việc làm như thế nào để nuôi được cái mạng sống này mà không làm tổn hại tự thân mình, không tạo ra những cái nhân quả xấu ác, và để cho bản thân mình được an lạc, được an ổn trong sự tu tập tâm thanh tịnh giải thoát. Và siêng đúng việc là gì? Là chúng ta biết những cái việc nào cần phải làm của một người con Phật để giúp cho tâm trên con đường đi đến sự giải thoát sanh tử. Quán đúng chỗ là chúng ta biết những cái chỗ cần phải quan sát, cần phải quán niệm, cần phải tu tập. Và từ cái sự quan sát, quán niệm những cái chỗ chân chánh như vậy mà tâm của chúng ta nó đi vào trong con đường của sự giải thoát. Và định đúng cách là gì? Là một phương pháp tu tập sự định tâm mà đưa chúng ta đi vào trong cái con đường của sự giải thoát. Như vậy, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Đó là tám cái sự chân chánh đúng đắn mà đưa thân khẩu ý của chúng ta vào trong đời sống chân chánh của một người đang trên con đường đi đến sự giải thoát. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với bát chánh đạo. Còn nếu chúng ta chưa hiểu được bát chánh đạo một cách rõ ràng
thì hầu như Bát Chánh Đạo vẫn chỉ nằm trên chỗ là ngôn ngữ mà thôi. Và Bát Chánh Đạo là gì? Có thể được nói là kim chỉ nam của một người con Phật trong sự điều chỉnh thân khẩu ý của mình trong đời sống hàng ngày. Khi nhìn, khi thấy nhau như vậy, chúng ta cần phải có cái gì? Sự thấy biết đúng về vấn đề. Chúng ta nhìn thấy nhau như vậy, chúng ta cần thấy biết đúng nhau về nhau như thế nào? Chúng ta cần thấy rằng tất cả chúng ta có mặt ở đây, giàu, nghèo, đẹp, xấu, thấp, cao, trẻ, già, tất cả đều là ngũ uẩn mà thôi. Và khi chúng ta nhìn nhau, tất cả đều là ngũ uẩn. Phía bên ngoài chúng ta nhìn ra, chúng ta thấy vật chất, nhà cửa, xe cộ là sắc pháp. Bên trong nội tâm của từng chúng sanh này là thọ tưởng hình thức. Và tất cả đây được gọi là những pháp duyên sanh, những pháp vô thường. Bản chất của nó là vô thường, vô ngã, trống rỗng và khổ đau. Khi chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta hiểu về nhau như vậy được gọi là chúng ta thấy biết đúng. Khi chúng ta nhìn vào trong nội tâm của mình, chúng ta nhìn thấy được sắc thân này, cảm giác trong mình, tưởng ở trong mình, suy nghĩ ở trong mình, những sự hay biết ở trong mình, tất cả những pháp này là duyên sanh, là vô thường, là hoại diệt, không có cái gì là của mình. Sự nhìn, sự thấy, sự biết như vậy được gọi là thấy biết đúng, hay còn được gọi là chánh kiến của một người con Phật. Và cho đến khi nào chúng ta thành tựu được chánh kiến này, chúng ta được gọi là những vị dự lưu, hay còn gọi là vị đã thành tựu được thánh quả đầu tiên, và vị này sẽ quyết chắc chứng đạt được sự giác ngộ và không có còn phải bị thối đọa nữa. Sự nhìn, sự thấy nhau, sự biết mình, sự biết người, biết thế giới này là ngũ uẩn, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Khi đó, cái nhìn đó được gọi là chánh kiến. Và vị có chánh kiến được gọi là vị thành tựu thánh quả thứ nhất, hay còn gọi là vị đã thể nhập vào dòng trí đưa đến sự giải thoát sanh tử. Vì sao được gọi là vị thể nhập vào dòng trí đưa đến sự giải thoát sanh tử? Sanh tử chính là sự không thấy biết ngũ uẩn. Khi chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy được ngũ uẩn, được gọi là chúng ta đã bắt đầu có trí về sự giải thoát sanh tử. Và nhờ cái trí này, từ từ chúng ta sẽ tiếp tục tu tập, và tối đa là 7 lần chúng ta chắc chắn sẽ đi đến sự giải thoát, không có gì phải nghi ngờ. Và chắc chắn chúng ta sẽ không còn đọa vào trong những cõi như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và trong 7 kiếp tối đa này, chúng ta chỉ sanh trở lại giữa cõi người và chư thiên, không có sanh ở những cảnh giới thấp hơn. Người thành tựu trí vì ngũ uẩn còn được gọi là người đã đi vào dòng thánh, đã thể nhập vào dòng thánh, và chắc chắn sẽ đi đến sự giải thoát là như vậy đó. Dự lưu có nghĩa là người đã tham dự. Lưu là dòng chảy. Dòng chảy đây được gọi là gì? Là dòng trí của các bậc thánh. Vị đã tham dự vào dòng trí của các bậc thánh mà đi đến sự giải thoát mà các bậc thánh đã chứng đắc. Cho nên đó được gọi là vị dự lưu. Khi nào chúng ta nhìn nhau, chúng ta còn nghĩ đây là ông A, bà B, ông C, bà D, mà chúng ta không nhìn thấy được đây là ngũ uẩn, đây là sắc pháp, bên trong cái này là sự vận hành hoạt động của vô minh dưới sự sanh khởi hiện hữu của thọ tưởng hành thức. Khi nào chúng ta chưa nhìn thấy được như vậy, chúng ta vẫn còn nghĩ A là A, B là B, là chúng ta còn ở trong vô minh, còn chưa thành tựu được chánh kiến. Và cho đến khi nào chúng ta thành tựu được sự thấy biết này, chúng ta được gọi là vị đã thành tựu chánh kiến. Như vậy con xin chia sẻ trở lại, chánh tri kiến trong Bát Chánh Đạo là gì? Đó là sự nhìn thấy biết rằng mình là ngũ uẩn, tất cả xung quanh mình cũng đều là ngũ uẩn. Và cái gọi là thế giới này, cuộc đời này, dục này, ái này, tham này, sân này, si này, tất
cả vẫn chỉ là ngũ uẩn mà thôi, là sự vận hành, là sự si mê, là sự hoạt động, là sự chi phối của ngũ uẩn mà thôi. Và cho đến khi nào chúng ta có thể nhìn nhau, thấy nhau và hiểu nhau được như vậy, biết một cách rõ ràng về nhau như vậy, đó là chúng ta được gọi là vị đã thành tựu về chánh kiến. Và chánh tư duy là gì? Trong dòng suy nghĩ này của mình, trong ý hành này của mình, những dòng suy nghĩ nào thuộc về tham, sân, si đưa chúng ta đi đến sanh tử phiền não, chúng ta cần phải từ bỏ nó. Và những dòng suy nghĩ nào đưa chúng ta đi đến ly tham, ly sân và ly si, chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nó. Chẳng hạn như sự quán chiếu về vô thường để xả ly lòng tham, những suy nghĩ đó chúng ta cần phải nuôi dưỡng. Sự quán chiếu về nhân duyên của lòng sân của mỗi một người, sự tu tập về từ tâm để giải tỏa lòng sân của chính mình, chúng ta cần phải nuôi dưỡng. Sự tu tập những tâm niệm lành, mong muốn những điều tốt lành, làm những việc hiền thiện, bố thí, cúng dường, làm những việc giúp đỡ những người nghèo khổ, cúng dường những vị đáng cúng dường, những hành động không mang đến sự đau khổ, sự nguy hại cho người và cho mình, chúng ta tiếp tục duy trì. Những suy nghĩ như vậy, đó là sự lèo lái những dòng suy nghĩ của chúng ta để cho nó ra khỏi được tham sân si và hướng đến chỗ là không tham, không sân và không si. Chính vì vậy mà bát chánh đạo được gọi là kim chỉ nam trong đời sống hằng ngày của một người con Phật. Khi chúng ta nhìn, con mắt chúng ta mở ra, chúng ta phải nhìn bằng chánh kiến, phải nhìn bằng sự thấy biết về ngũ uẩn. Nếu con mắt mở ra mà chúng ta thấy nhà là nhà, xe là xe, người là người, đó là chúng ta chưa có cái nhìn, cái thấy về ngũ uẩn. Khi nào chúng ta mở mắt nhìn ra mà chúng ta thấy người là ngũ uẩn, nhà cửa thuộc về sắc uẩn, nội tâm thuộc về thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Sự nhìn thấy như vậy được gọi là sự nhìn thấy bằng chánh kiến. Khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta tập suy nghĩ tâm ra khỏi tham sân si, suy nghĩ đó được gọi là chánh tư duy. Khi chúng ta nói, chúng ta tập những lời nói không đưa đến nhân quả nghiệp báo xấu ác cho mình, lời nói đó được gọi là chánh ngữ. Khi chúng ta làm việc, chúng ta tránh những hành động không đưa đến sự đau khổ bất hạnh cho chính mình, đó được gọi là chánh nghiệp. Khi chúng ta làm một nghề nào đó có cái sự mưu sống cho chính mình, mà những cái nghề nghiệp đó chúng ta tránh không đưa nó đến cho mình những ác nghiệp để đau khổ cho mình về sau này, đó được gọi là chánh mạng. Như vậy trong đời sống, trong sự mưu sinh, trong sự kiếm miếng ăn cho mình, chúng ta cần phải biết những nghề nghiệp nào mà đối với một người cư sĩ là không nên làm. Và có 5 nghề mà Đức Phật dạy một người cư sĩ là không nên làm. Đó là tránh không nên làm nghề bán thuốc độc, bán đao kiếm, bán thịt, bán rượu, bán người. Đó là 5 nghề mà một người cư sĩ không nên làm. Và đối với sự nuôi sống của một người tu sĩ như thế nào, điều đó chúng ta có thể tìm hiểu kỹ trong kinh Sa Môn Quả, được gọi là Trường Bộ Kinh, quyển thứ nhất, đó là bài kinh số 2. Kinh Sa Môn Quả chúng ta sẽ được tiếp xúc kỹ về phần này, thế nào là sự nuôi mạng chân chánh của mình. Và chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định là cái gì? Đây là những pháp rất là cần phải được nắm vững của một người con Phật. Hàng ngày trong đời sống của chúng ta nói chúng ta tu giỏi hay chúng ta tu dở, chúng ta tu tốt hay là chúng ta tu xấu, nhưng mà nhiều khi có thể chúng ta nắm được rõ ràng về vấn đề tu của mình, siêng của mình, nhưng đôi khi chúng ta vẫn chưa nắm rõ. Như vậy trong vấn đề siêng năng tu tập này, Đức Phật dạy chúng ta, một người con Phật đi vào trong con đường đạo này, chúng ta cần phải siêng cái gì, cần phải năng cái gì, cần phải làm cái gì mới được gọi là sự siêng năng chân chánh, sự tinh tấn chân chánh của một người con Phật. Có phải ngồi thiền là chúng ta tinh tấn không? Chúng ta siêng năng không? Ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, nếu chúng ta nghĩ rằng
mình siêng năng ngồi thiền, niệm Phật tụng kinh là chúng ta tinh tấn. Có phải là như vậy hay không? Chánh tinh tấn mà Đức Phật dạy, một người con Phật cần phải thực hành ở đây là cái gì? Vì vậy trong chánh tinh tấn, con chia sẻ rằng là siêng đúng việc, quán đúng chỗ và định đúng cách. Và như thế nào được gọi là siêng đúng việc, hay còn gọi là chánh tinh tấn của một người con Phật? Sự siêng đúng việc là gì? Siêng ngồi thiền, siêng niệm Phật, siêng tụng kinh có phải là siêng đúng việc hay không? Đức Phật dạy siêng đúng việc là gì? Một người tu, cái sự siêng năng, chân chánh, một việc làm đúng cần phải làm đầu tiên hết chính là việc hộ trì căn của mình. Một người con Phật, việc đầu tiên hết, sự siêng năng cần tu tập đầu tiên hết của một người con Phật chính là sự hộ trì sáu căn của mình. Trong khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý nhận thức, người con Phật cần phải siêng năng tinh tấn hộ trì sáu căn của mình, không để cho mắt thấy sắc chạy theo sắc, rồi dục ái tham sân si khởi lên ở trong đó và trôi nổi, chìm nổi trong đó. Sự dính mắc như vậy Đức Phật gọi là tinh tấn hạ liệt. Khi chúng ta mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì đó mà nhãn căn này không được chế ngự, vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn. Câu này có nghĩa là gì? Khi mắt thấy sắc, khi con mắt chúng ta nhìn thấy sắc thì có thể có những cái dục ái tham sân si của chúng ta khởi lên, thì chúng ta xem lại và nhận biết trong mình có dục, có ái, có tham sân si gì khởi lên hay không. Và sau khi nhận biết rồi, chúng ta còn phải nhận biết những nguyên nhân gì mà nó sanh khởi. Và sau khi chúng ta nhận biết nguyên nhân đó rồi, chúng ta cần phải nhiếp phục, chế ngự những nguyên nhân đó, hộ trì con mắt, hộ trì tâm của mình, không để cho tâm mình vọng động chạy theo phía bên ngoài. Siêng năng đó được gọi là siêng năng của một người con Phật. Như vậy trong khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và hay biết, việc mà người con Phật cần phải làm là trạng thái tâm hướng nội, phản quan tự kỷ, quay về thủ hộ nội tâm của mình, thủ hộ các căn của mình, xem trong mình có bất cứ một sự động chuyển gì hay không, và ngay chỗ đó tìm hiểu nguyên nhân của sự động chuyển này và tẩy sạch nguyên nhân này, làm cho thân tâm trở thành an tịnh, lắng dịu trở lại. Đó mới được gọi là sự siêng năng chân chánh của một người con Phật. Như vậy, siêng năng đầu tiên của một người con Phật chính là sự siêng năng hộ trì căn của mình. Và sự siêng năng chân chánh, siêng đúng việc thứ hai của chúng ta ở đây là gì? Đó chính là trong khi đi, đứng, nằm, ngồi mà những tư niệm tham sân si trong mình, dục ái trong mình sanh khởi, chúng ta phải tinh tấn dừng lại và nhiếp phục, tẩy sạch những trạng thái này liền. Siêng năng thứ hai này được gọi là siêng năng đoạn tận những pháp đã ô nhiễm phía bên trong. Siêng năng thứ nhất là siêng năng hộ trì để ngăn không cho những pháp bên ngoài tiếp tục vào bên trong và không để cho tâm tiếp tục ô nhiễm. Cho nên siêng năng thứ nhất của người con Phật là siêng năng hộ trì các căn. Siêng năng thứ hai là sự siêng năng đoạn tận tham sân si trong những tư tưởng của mình. Và siêng năng thứ ba là gì? Siêng năng tu tập chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là biết khách, biết rõ thân, thọ, tâm pháp đang vận hành như thế nào. Và tỉnh giác là gì? Là biết chủ, biết được nội tâm của mình tỉnh giác hay không tỉnh giác và mức độ tỉnh giác là như thế nào. Như vậy, sự siêng năng thứ ba là siêng năng chánh niệm và tỉnh giác. Và siêng năng thứ tư là gì? Là siêng năng hộ trì những thiện pháp đã có ở trong mình. Hộ trì những thiện pháp đã có trong mình là gì? Đó là hộ trì những tâm niệm hiền thiện, những tâm niệm về vô thường mà mình đã thấy, đã biết. Sự thấy biết về ngũ uẩn, hộ trì tiếp tục tu tập những tâm niệm đó. Sự quán chiếu về sự chết, để tâm mình xả ra những dục ái tham sân si, những tâm niệm đó cần phải tiếp tục phát triển.
Như vậy, con xin tóm lại rằng là siêng năng đúng việc của một người công Phật là gì? Thứ nhất là hộ trì căn. Thứ hai là đoạn tận những tà tư duy trong nội tâm của mình. Thứ ba là chánh niệm tỉnh giác. Và thứ tư là hộ trì những thiện pháp mình đã có. Đó được gọi là siêng đúng việc. Nhờ sự hiểu biết về siêng đúng việc này, về chánh tinh tấn này, mà hàng ngày chúng ta biết mình cần phải làm gì. Còn bằng không, chúng ta lại nhiều khi không biết mình tu theo đạo Phật. Tôi tu theo đạo Phật, tôi chỉ biết ngồi thiền, tôi chỉ biết niệm Phật, tôi chỉ biết tụng kinh, ngoài ra tôi không biết làm gì hết. Thì như vậy chúng ta đã chưa được tiếp xúc với tinh thần của bát chánh đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy. Mà chúng ta nói rằng chúng ta là người công Phật, tôi rất là siêng trong sự hộ trì các căn, tôi rất là siêng trong sự quan sát nội tâm của mình, không có để lọt qua những tư tưởng tham sân si nào cả. Tôi rất là siêng trong sự chánh niệm tỉnh giác, và tôi rất là siêng trong sự hộ trì những thiện pháp mình đã có. Sự siêng như vậy mới được gọi là chánh tinh tấn, là sự siêng năng đúng mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Nhờ sự siêng năng này mà gì? Những lậu hoặc không tiếp tục sanh khởi xâm nhập và làm ô nhiễm trong nội tâm của chúng ta. Nhờ siêng năng hộ trì căn mà những lậu hoặc không tiếp tục tăng trưởng. Nhờ sự siêng năng đoạn tận những nhiễm ô trong nội tâm mà những lậu hoặc đã tồn trữ bên trong được tẩy sạch từ từ. Nhờ sự siêng năng chánh niệm tỉnh giác mà vô minh được phá vỡ, minh được thành tựu. Nhờ sự siêng năng hộ trì những thiện pháp đã có mà sự viên mãn thành tựu trí về lậu hoặc, trí về sự giải thoát sanh tử sẽ được hình thành. Đó là mục đích và lợi ích của chánh tinh tấn. Và chánh niệm được gọi là quán đúng chỗ. Quán đúng chỗ đây là gì? Chúng ta đưa tâm niệm của mình vào trong sự quán sát đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc, đúng việc. Nếu chúng ta ngồi nhìn nhau và quán sát nhau, đó được gọi là chúng ta tà niệm. Nhìn nhau và thấy nhau, người này tốt, người kia xấu, người này đẹp, người này vầy, người kia khác. Sự nhìn, sự thấy như vậy được gọi là quán sai chỗ. Và quán đúng chỗ là cái nhìn, cái thấy của người công Phật cần phải đặt ở đâu. Đó là cái nhìn, cái thấy của một người công Phật cần phải quay về trên nội tâm của mình để quán sát lại trên chính cái thân này. Cho nên được gọi là quán thân trên nội thân. Quán thân trên nội thân là sao? Là đưa tâm quay về quan sát cái thân này, quán sát cái thân này trên chính cái thân này của mình, chứ không phải của người khác. Và như thế nào là quán thọ trên chính cái cảm thọ này? Là chúng ta đưa tâm về quan sát từng dòng cảm giác trong thân và trong tâm của mình. Chẳng hạn khi chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang có những cảm giác như thế nào? Chúng ta cần phải rõ biết. Chúng ta đang ngồi trong một tư thế như thế nào? Chúng ta cần phải rõ biết. Biết mình ngồi với tư thế có dao động không? Có trạo cử không? Có láo liên không? Có an tịnh không? Mình cần phải rõ biết từng hành động của mình đang ngồi như thế nào. Mình biết mình đang ngồi, đôi mắt mình đang nhắm hay đang mở, đang mê hay đang tỉnh. Tất cả mình cần phải rõ biết trạng thái tâm và thân của mình. Và xem lại dòng cảm giác trong mình, chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi với cảm giác an lạc, thanh tịnh, dễ chịu, khoan khoái, hay là bực bội, bức xúc, khó chịu, không đồng ý, bất đồng. Những cảm giác hay là những cảm giác trơ trơ, thường thường, nghe thì nghe mà hiểu thì không hiểu, thấy thì không thấy, nghe thì vẫn nghe. Những dòng cảm giác như vậy chúng ta cần phải rõ biết. Nếu chúng ta đang ngồi với cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng, thích thú, dễ chịu và lắng nghe, đó được gọi là lạc thọ. Nếu chúng ta đang ngồi đây với những dòng cảm giác đang bực bội, đang chống đối, đang muốn nói, đang muốn phát biểu, đang muốn đả phá, đó được gọi là chúng ta đang ngồi với cảm giác của khổ thọ, hay còn gọi là của sân thọ. Nếu chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi với cảm giác được được, nghe nghe, biết biết vậy thôi, không thấy hiểu nhiều, không thấy hiểu nhiều, được được, nghe được, thấy được, biết được. Đó là chúng ta đang ngồi với trạng thái tâm si.
Cảm thọ đó được gọi là thọ không khổ không lạc. Và với cảm thọ đó, có thể một chút xíu nữa chúng ta đôi mắt sẽ nhắm nghiền lại và nghiêng qua một bên nhẹ nhàng, được gọi là ngủ gục. Thành ra chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cần phải biết rõ ràng từng hành vi của thân của mình, cử chỉ, hành động của mình có đúng là một người con Phật hay không, có xứng đáng là một người con Phật hay không, uy nghi của mình có thật sự, thực chất làm hãnh diện là gương của một người con Phật hay không. Chúng ta cần phải biết rõ ràng, đó được gọi là quán thân trên thân. Và đây chỉ mới là một trong sáu sự quán sát thân này mà thôi. Và khi chúng ta ngồi đây và chúng ta rõ biết được những cảm giác mà mình đang có, là chúng ta được gọi là chánh niệm, tỉnh giác đối với các cảm thọ. Nếu chúng ta đang có những lạc thọ, những quan hỷ trong người thì sẽ gọi là an lạc, thoải mái, không bị hôn trầm. Nếu chúng ta đang có những cảm giác bực bội, bức xúc, chống đối, khó chịu, cảm giác này làm cho chúng ta dao động. Và nếu chúng ta đang ngồi với cảm giác thanh, yên yên, được được, dễ chịu, thì chúng ta hãy cẩn thận. Đó là gì? Chúng ta đang ngồi với tâm si. Và nếu chúng ta không thực hành chánh niệm, tỉnh giác, biết lại trạng thái tâm của mình, được gọi là biết chủ, thì một hơi nữa chúng ta sẽ hôn trầm. Như vậy, sự quán sát đó được gọi là quán thọ trên các cảm thọ. Và nếu chúng ta đang ngồi đây, trạng thái tâm của chúng ta như thế nào, dao động hay không dao động, tham ái hay không tham ái, sân hay không sân, có định hay không có định, nghe được, thâu tóm được hết tất cả những gì con chia sẻ, hay là không có thâu tóm được mà trạng thái tâm phân tán, tán loạn, chúng ta cần phải rõ biết. Nếu chúng ta đang ngồi đây với trạng thái tâm rộng mở, rõ ràng, hay trạng thái tâm hạn hẹp chút xíu, chúng ta cũng cần phải rõ biết. Và để hiểu tất cả những trạng thái tâm này, chúng ta cần phải học hiểu, tìm hiểu kỹ ở trong tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ được gọi là gì? Xứ là chỗ, niệm là sự quán niệm, là sự quán sát, là sự nhớ, xem xét. Và tứ là bốn. Tứ niệm xứ là gì? Là bốn chỗ mà tâm này cần phải hướng về để quan sát, để xem xét, để học hỏi, để đẩy phá vô minh, để diệt trừ vô minh, để làm cho minh và trí tuệ sanh khởi. Thành ra tứ niệm xứ là một pháp hành rất là quan trọng trong cái sự tu tập của một người con Phật. Nhờ sự tu tập tứ niệm xứ này mà người con Phật quay về được trên thực tại, an trú được trên thực tại, tỉnh giác được trên thực tại. Thành ra tứ niệm xứ được gọi là một pháp hành làm cho người con Phật trở về với thực tại của thân và tâm của mình. Và điều rất là khó trong sự tu tập tứ niệm xứ đó là sự quán pháp. Nếu chúng ta chỉ thực hành được quán thân, quan sát được thân, quan sát được thọ, quan sát được tâm, nhưng chúng ta không biết thực hành sự quan sát các pháp có mặt hiện hữu trong nội tâm của mình, thì chúng ta vẫn khó lòng mà thành tựu được trí về ngũ uẩn và trí về lậu hoặc, và rất khó lòng thành tựu được trí về sự giải thoát. Quán pháp rất là khó. Thành ra trong sự tu tập này, điều đầu tiên hết chúng ta chịu khó tìm hiểu kỹ về tứ niệm xứ. Quán pháp là gì? Là khi chúng ta đang ngồi đây, trạng thái tâm của chúng ta đang như thế nào, thọ, tưởng, hành, thức đang như thế nào, chúng ta rõ biết được trạng thái tâm này của mình. Đó là chúng ta đang quán pháp trên các pháp đối với lại năm ngũ uẩn. Nếu chúng ta đang ngồi đây, trạng thái tâm chúng ta có triền cái gì hay không, có những pháp gì làm che mờ, làm si ám trong nội tâm mình hay không, chúng ta cần phải rõ biết. Đó được gọi là quán pháp trên các pháp đối với lại năm triền cái. Nếu chúng ta đang ngồi với trạng thái tâm tham dục, tham ái, tham muốn như thế nào, chúng ta rõ biết nó và chúng ta biết rằng đây là một sự triền cái, một sự làm cho tâm dao động, làm cho tâm mê mờ mà mình nghe không được rõ ràng về pháp. Hay là chúng ta đang ngồi với trạng thái tâm có sân triền cái, có dục ái triền cái, có sân triền cái, có hôn trầm hay không có hôn trầm, chúng ta cần phải rõ biết. Có nghi ngờ hay không có nghi ngờ, chúng ta cần phải xem lại nội tâm của mình và
tham sân hôn trầm, trạo cử và hoài nghi. Trạng thái tâm của mình có trạo cử dao động hay không, mình phải rõ biết. Và cái sự rõ biết đó được gọi là quán pháp trên các pháp đối với lại năm triền cái. Như vậy khi mà quay về trên nội tâm của mình, chúng ta cần phải rõ biết gì? Thứ nhất là phải rõ biết tâm của mình có những pháp làm cho tâm mình mê mờ hay không, đó được gọi là triền cái. Khi xem lại nội tâm của mình, chúng ta cần phải rõ biết rằng ngũ uẩn đang vận hành hoạt động như thế nào, được gọi là quán pháp trên các pháp đối với năm ngũ uẩn. Khi xem lại nội thân và tâm của mình, chúng ta cần phải biết căn trần thức đang tiếp xúc với nhau như thế nào và có kiết sử, có sự trói buộc diễn ra giữa căn trần thức hay không. Chúng ta cần phải rõ biết, đó được gọi là quán pháp trên các pháp đối với lại sáu nội ngoại xứ. Và chúng ta đưa tâm mình hướng vào trong sự nhìn nhận ngũ uẩn về các khía cạnh của nó theo tinh thần của tứ niệm xứ, đó được gọi là quán pháp trên các pháp đối với lại tứ niệm xứ. Và chúng ta hướng tâm vào trong cái sự là biết mình đang ngồi đây chánh niệm mà có tỉnh giác hay không, thì chúng ta sẽ biết rằng là mình có niệm giác chi hay là không có niệm giác chi. Thì như vậy con nói rất sơ vào trong phần tứ niệm xứ này. Và thật ra thì tinh thần tứ niệm xứ này đã được con vừa rồi con đã chia sẻ trong một cái khóa tu 4 ngày. Khóa tu đó được gọi là khóa tu chiếu kiến ngũ uẩn. Và trong khóa tu 4 ngày này chính là sự tu tập, sự quán chiếu, sự nhận diện ngũ uẩn theo tinh thần của tứ niệm xứ. Và khóa tu đó con cũng đã có sự chia sẻ về pháp hành 16 hơi thở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thì trong cái buổi chia sẻ ngắn này thì con xin phép chỉ nói sơ qua, không thể trình bày hết tất cả cái tinh thần theo đúng của chánh niệm. Có gì con mong nếu điểm nào còn chưa được rõ ràng, con mong quý thầy cô và quý Phật tử thông cảm dùm cho con. Và cái được gọi là chánh niệm đó được gọi là gì? Là sự quay tâm trở về, quan sát trên chính thân thọ tâm pháp của mình để thành tựu được trí về ngũ uẩn. Con xin nhắc lại rằng là chánh niệm là sự quay về trên thân thọ tâm pháp này của mình. Và sự quay về này phải đi theo đúng tinh thần của kinh tứ niệm xứ, không thể bỏ qua bất cứ một pháp niệm nào trong tứ niệm xứ. Nhờ sự tu tập, sự hành trì đúng về tứ niệm xứ như vậy mà trí về ngũ uẩn mới được phát sinh. Nếu chúng ta thực hành không đầy đủ theo tinh thần tứ niệm xứ thì trí về ngũ uẩn không thể phát sinh được. Thành ra rất là quan trọng trong sự thực hành chánh niệm. Và cuối cùng pháp thứ 8 ở đây là chánh định. Và chánh định trong Bát Chánh Đạo hay còn được gọi là định đúng cách. Và định đúng cách là như thế nào? Chánh định đây còn được gọi là thánh chánh định. Tất nhiên là thiền định mà các bậc thánh thường hay an trú. Con xin nhắc lại, chánh định đây được gọi là thánh chánh định, hay còn gọi là thiền định, trạng thái thiền định mà các bậc thánh thường hay an trú. Và thánh chánh định này là một pháp được sanh khởi mà trước đó là do gì? Do sự chuẩn bị của bảy cái chánh đầu tiên mới đi đến được chánh định. Nếu chúng ta không chuẩn bị tâm bằng bảy cái chánh đầu tiên mà chúng ta đi vào trong chánh định, định đó được gọi là tà định. Vẫn tu tập tứ thiền nhưng tứ thiền này không được xây dựng trên căn bản của bảy chánh đầu tiên thì tứ thiền này được gọi là tà định. Và nếu chúng ta tu tập tứ thiền này mà tứ thiền này được xây dựng trên căn bản của bảy cái chánh đầu tiên, đứng đầu là chánh kiến về ngũ uẩn, thì tứ thiền đó mới được gọi là chánh định. Và định này được gọi là thánh chánh định. Và thánh chánh định này được chuẩn bị bằng cái gì để có thể đi vào tứ thiền? Để có thể đi vào tứ thiền không phải nhào vô tu tập tứ thiền, không phải là như vậy. Mà tứ thiền này thứ nhất được sửa soạn bằng chánh kiến, sau đó đi vào thực hành chánh niệm và thực hành 16 hơi thở. Và nhờ sự thực hành quán niệm 16 hơi thở này thì chính trong sự tu tập 16 hơi thở này, đó là sự tu tập về tứ thiền. Nếu chúng ta không khéo thực hành 16 hơi thở này thì chúng ta thật là khó biết cách để
thể nhập được tứ thiền. Và tứ thiền có thể được gọi là gì? Cái quả của việc thực hành 16 hơi thở. Và trong duyên ngày hôm nay thì cũng không đủ duyên để con chia sẻ về 16 hơi thở. Thành ra con chỉ xin phép nói sơ qua như vậy thôi. Và nói trở lại một chút xíu về trạng thái sơ thiền là gì? Đó là một trạng thái ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như vậy, sơ thiền là gì? Là chúng ta thể nhập hay trải nghiệm một trạng thái hỷ lạc, là trạng thái an lạc, dễ chịu của thân và tâm. Vì quán chiếu thấy hiện tại mình không có dục ái tham sân si. Và trạng thái này thực ra chúng ta vẫn có nhiều hàng ngày trong cuộc sống. Không phải nói là vào sơ thiền chúng ta mới có. Trạng thái sơ thiền này cũng là trạng thái hàng ngày thường xuyên trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta chịu khó quán chiếu và chúng ta biết nhìn nhận vấn đề. Chẳng hạn như chúng ta đang ngồi đây, nếu trạng thái tâm của chúng ta được an lạc, được dễ chịu, được thanh tịnh, được lắng dịu, mình quan sát và mình thấy mình đang không có dục, không có ái, không có tham, không có sân, không có si, trong người thật sự là thanh tịnh, lắng dịu và dễ chịu vô cùng. Và chúng ta an trú trong sự lắng dịu và dễ chịu này. Chúng ta hãy thử làm đi. Con mời chúng ta hãy thử cùng nhau nhìn xuống phía trước nhẹ nhàng, quay về nhẹ nhàng phía trước mặt, lắng dịu và an tịnh nội tâm, dễ chịu và biết rõ mình đang không có tham sân si gì cả, rất là an tịnh, rất là dễ chịu, rất là lắng dịu, dễ chịu vô cùng, an lạc vô cùng, khoan khoái vô cùng, vì hiện tại không có dục ái gì hết, không có hơn thua, không có chấp trước, không có được mất với ai ở đời này, dễ chịu và an lạc. Sự an lạc này, sự dễ chịu này được gọi là hỷ lạc của ly dục đó. Hỷ lạc ly dục này chúng ta có nhiều lắm trong đời sống. Nó không phải nằm trên sách vở, nó không phải nằm trong những buổi ngồi thiền, mà nó ngay trong đời sống hàng ngày này. Nếu như chúng ta biết cách tiếp nhận nó, thể nhập nó trong cuộc sống này và trong từng giây phút cuộc sống, chúng ta có thể trải nghiệm được trạng thái này. Nhưng tại sao chúng ta không gọi là mình chứng tứ thiền, mà đây chính là một trạng thái cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ trong 16 hơi thở. Trong 16 hơi thở sẽ có hai câu mà chúng ta thực hành, đó là cảm giác hỷ thọ vì ấy hít vào, cảm giác lạc thọ vì ấy hít vào, an tịnh thân hành vì ấy hít vào, an tịnh thân hành vì ấy thở ra, cảm giác thân hành vì ấy hít vào, cảm giác thân hành vì ấy thở ra. Khi đọc những câu đó, sau này nếu có duyên, nếu có duyên mà còn chúng ta còn được gặp lại nhau mà thầy cho phép á, thì con xin chia sẻ với chúng ta về cách như thế nào chúng ta thực hành 16 hơi thở, và chúng ta sẽ thấy rất là an lạc, rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng. Trạng thái của tâm của mình trong khi tiếp xúc, trong khi thấy nghe, trong khi nói chuyện, mình đều có chỗ quay về trong sự an tịnh mà không cần phải âm thầm một cái thầm ý gì phía bên trong, và rất là dễ chịu như vừa rồi chúng ta thực hành. Và như vừa rồi chúng ta ở trong cái sự dễ chịu đó, nhưng không gọi là chúng ta thể nhập sơ thiền là vì sao? Là vì trạng thái này trong chúng ta lúc có lúc không. Mà khi chúng ta thành tựu được sự tu tập chánh niệm, thành tựu được sự tu tập 16 hơi thở, và chúng ta có thể lưu trú trong cái trạng thái này liên tục và không gián đoạn, khi đó mới được gọi là sự thể nhập vào trong sơ thiền. Còn hiện tại chúng ta vẫn có những trạng thái của sơ thiền, nhưng trạng thái này có một chút, rồi chúng ta quên nó mất, rồi nó có, rồi nó quên, nó có, rồi nó quên. Hay đôi khi đụng chuyện chúng ta lại tham, đôi khi đụng chuyện chúng ta lại sân. Thành ra không gọi là sự thành tựu về sơ thiền, nhưng gọi là những trạng thái của sơ thiền hay những trạng thái của sự tu tập 16 hơi thở vẫn hiện hữu thường xuyên trong cuộc sống của mình.
Như vậy, sơ thiền là gì? Là một trạng thái an lạc, nhẹ nhàng, dễ chịu của thân tâm khi biết rằng hiện tại mình đang không có hơn thua đối với ai ở đời, không có đúng sai phải quấy gì đối với ai ở đời, ngồi trong sự an lạc dễ chịu, không có chấp trước cái gì ở đời. Sự an lạc dễ chịu đó chính được gọi là trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và có tứ của sơ thiền. Và tiếp theo, con mời chúng ta hãy thử nhìn xuống nhẹ nhàng phía trước, tâm quay vào bên trong, lắng dịu và an tịnh theo hơi thở và cảm giác của thân. Rõ biết mình đang ngồi đây trong sự lắng dịu và dễ chịu của thân và tâm. Trạng thái tâm đang rất là thuần tịnh, an tịnh phía bên trong. Và cảm giác đang rất là dễ chịu, lắng dịu. Cảm giác đang rất là dễ chịu, lắng dịu và an tịnh phía bên trong. Tâm dễ chịu và thân cũng dễ chịu vô cùng. Thân tâm dễ chịu vì sự an tịnh này. Dễ chịu, an tịnh và lắng dịu của nội tâm và của thân. Được không ạ? Sự an tịnh và dễ chịu này được gọi là diệt tầm và tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Diệt tầm và tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Thiền thứ nhất là gì? Hỷ lạc do ly dục sanh. Hỷ lạc do ly dục sanh là gì? Vừa nãy chúng ta thực hành, chúng ta về trong nội tâm an lạc, dễ chịu, và thân cũng an lạc, dễ chịu vì biết rằng mình đang không có hơn thua gì với ai ở đời, không có được mất, không có tranh giành, không có giành giật, không có ghét thương, an lạc và dễ chịu. Tư tưởng đó được gọi là tầm tứ về ly dục. Sự an lạc đó được gọi là hỷ lạc do ly dục sanh. Và vừa rồi chúng ta thực hành gì? Sự quay về trong sự an tịnh, lắng dịu của nội tâm và cảm nhận được cảm giác dễ chịu, lắng dịu của thân và tâm của mình. Hỷ lạc đó được gọi là hỷ lạc do định sanh. Hai hỷ lạc này từ hai nguồn nguyên nhân khác nhau. Nguồn hỷ lạc thứ nhất là hỷ lạc vì tác ý thấy mình không có hơn thua gì với ai ở đời mà được an lạc, không có dục, cho nên được quan hỷ nhẹ nhàng bên trong, được gọi là hỷ lạc của sơ thiền hay còn gọi là hỷ lạc của ly dục. Hỷ lạc thứ hai được gọi là hỷ lạc khi quay về trong sự an tịnh của thân tâm mình, nội tĩnh nhất tâm, diệt tầm và tứ. Đó được gọi là hỷ lạc do định sanh hay còn gọi là trạng thái hỷ lạc của sơ thiền. Như vậy chúng ta thấy rằng trạng thái của sơ thiền, nhị thiền là một trạng thái hàng ngày chúng ta vẫn thường có trong cuộc sống này, nhưng có điều nó sanh diệt rất là lẹ, nó có rồi nó mất, rồi khi đụng chuyện chúng ta không hộ trì căn, không chánh niệm tỉnh giác, không tẩy sạch những tư tưởng bất thiện trong mình để cho những pháp bất thiện xâm gọi là lưu trú, thành ra chúng ta không có được hỷ lạc do ly dục, chúng ta không có được hỷ lạc do định sanh. Và khi chúng ta chỉ cần biết và quay về trong sự buông xả như vậy, chúng ta thưởng thức được sự an lạc của ly dục, sự an lạc của nội tỉnh nhất tâm. Và đây cũng là gì? Sự an lạc của những người con Phật tại gia và xuất gia. Nhờ sự quán chiếu như vậy mà chúng ta đến với đạo Phật rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Và hạnh phúc nó đến trong chúng ta trong từng giây phút của đời sống. Không phải chỉ khi chúng ta ngồi thiền chúng ta mới có hạnh phúc, không phải chỉ khi chúng ta niệm Phật chúng ta mới có hạnh phúc, mà chính ngay khi chúng ta ngồi an tịnh, không tham đắm, không chấp trước điều gì là chúng ta đã có được hỷ lạc hạnh phúc của một người tu rồi.
Thành ra những trạng thái này chúng ta sẽ thể nghiệm được, sẽ trải nghiệm được trong sự tu tập chân chánh nếu mà chúng ta đi theo đúng con đường của Bát Chánh Đạo. Và trạng thái tam thiền là gì? Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Con xin đọc lại. Trạng thái của tam thiền là gì? Ly hỷ, trú xả. Ly hỷ là gì? Xả ly cái trạng thái tâm dễ chịu, khoan khoái của mình. Trú xả là trú trong cái trạng thái xả ly cái tâm đó ra, được gọi là ly hỷ, trú xả. Chánh niệm và tỉnh giác, thân cảm được lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Thành ra để thể nhập vào trong cái trạng thái thiền thứ ba này, chúng ta cần phải thực hiện 16 hơi thở. Nhờ sự thực hành 16 hơi thở thì qua cái trạng thái thiền thứ ba này là gì? Là chúng ta sẽ xả ly cái trạng thái tâm khoan khoái dễ chịu của mình khi nãy, và chúng ta chỉ còn lưu lại một cái trạng thái thân ngồi yên, an tịnh và dễ chịu mà thôi. Nhưng rõ biết rằng là tâm mình rõ biết những điều đó, nhưng không hề có cảm giác hoan hỷ khởi lên. Và để thực hành được điều này, chúng ta cần phải nắm được hai loại cảm giác của mình. Đó là cảm giác về thân và cảm giác về tâm. Cảm giác dễ chịu của thân thì được gọi là lạc thọ, và cảm giác dễ chịu của tâm thì được gọi là hỷ thọ. Và để phân biệt được hai loại cảm giác này, chúng ta cần phải thực hành 16 hơi thở. Và trong đó có hai bài thực tập là cảm giác hỷ thọ. Thì khi này chúng ta sẽ thực hành cảm nhận sự dễ chịu của tâm, chứ không phải là sự dễ chịu của thân. Và sau đó chúng ta thực hành cảm giác lạc thọ, thì lúc này chúng ta sẽ thực hành cảm giác sự dễ chịu của thân, chứ không phải là sự dễ chịu của tâm. Nhờ sự thực hành hai pháp này mà chúng ta sẽ nhận diện được hai loại cảm thọ, đó là cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Và nhờ sự nhận diện được hai loại cảm thọ này để làm gì? Để những khi chúng ta mệt mỏi, những khi chúng ta bệnh hoạn, những khi chúng ta từ trần, chúng ta biết rằng thân bệnh mà tâm không bệnh, thân đang hoại diệt nhưng mà tâm vẫn tỉnh vàng, tỉnh giác rõ ràng. Để khi chúng ta thân hoại mạng chung ra đi, chúng ta sẽ ra đi trong sự tỉnh giác rõ biết của mình. Có những khi chúng ta bệnh, có những khi chúng ta rơi vào những căn bệnh nan y, thân thì vần hoại đau đớn, những cảm giác thống khổ, bức xúc, khó chịu trong người khởi lên. Chúng ta sẽ chánh niệm tỉnh giác mà biết rằng thân đau mà tâm không đau, thân bệnh mà tâm không bệnh, thân mê mà tâm không mê. Chúng ta sẽ tu tập như vậy, và khi mà chúng ta ra đi, chúng ta sẽ tỉnh giác để mà ra đi. Và có những giây phút con không khỏe trong người, ngồi trạng thái rất là mê, đôi khi tăng xong tuột xuống chỉ còn 7-8, rất là mê và rất là mệt mỏi, nhưng mà muốn ngồi làm kinh sách nhưng mà đầu óc nó cứ quay cuồng như vậy vì tăng xong tuột quá thấp. Nhưng mà không lẽ mình không làm được công việc trong ngày hôm nay, ngày hôm qua bỏ, hôm nay bỏ, mà bỏ nữa là không được. Thành ra ngồi vào trong bàn làm kinh sách mà đầu óc rất là quay cuồng. Và những khi như vậy con ngồi con trấn tĩnh thân lại, trở lại là thân mê mà tâm không mê. Và mình đưa cái tâm mình nó ra khỏi cái trạng thái mê này để cho nó làm việc, để cho nó tiếp xúc với lại cái máy vi tính, nó đọc bài kinh và nó làm được cái bài kinh đó. Thành ra cái lợi ích của cái sự tu tập nhận diện được cảm giác của thân và cảm giác của tâm là rất quan trọng. Có những khi mệt mà nằm xuống mà cảm thấy như mình chìm vào trong cái biển hôn mê mù mịt vậy á, nhưng mà tỉnh giác quán rằng thân mê mà tâm không mê, và mình rứt tâm mình ra khỏi cái trạng thái mê mờ đó. Và nhờ cái sự rứt tâm ra khỏi cái trạng thái thân như vậy thì thân nó lại được nhẹ nhàng hơn. Là vì sao? Là vì khi chúng ta mệt mà thân đã mệt rồi mà tâm nó còn mê theo cái mệt đó nữa, thì đầu tiên là thân nó đã mệt mỏi rồi, mà ví như người ta còn để trên cái thân một cái đồ vật gì đó nặng nề nữa thì thân nó sẽ chìm xuống luôn trong biển của hôn mê. Nhưng mà bây giờ thân mệt mà chúng ta không đè một cái gì lên cái thân nữa, chúng ta tháo bớt những cái gì trì trệ nặng nề cột trên cái thân đó, thì hầu như cái thân này nó được tháo đi những cái gánh nặng và nó sẽ nhẹ khỏe trở lại. Và nhờ cái sự quán như chiếu như vậy mà có những khi con mệt rơi vào trong cái trạng thái như là mê mờ, nhiều khi đi làm về mà nằm xuống một cái giống như là mình thấy mình chìm vào sâu trong cõi chết như vậy.
Nhưng mà nhờ cái sự quán chiếu rằng thân mê mà tâm không mê, mà rứt ra khỏi thân và mình thấy thân mình có một sự điều chỉnh nhẹ nhàng hơn và khỏe lại từ từ hơn. Như vậy, đó là tác dụng khi mà chúng ta tu tập sự quán chiếu về hai loại cảm thọ. Và trạng thái thiền thứ ba là gì? Là khi chúng ta nhận diện và phân biệt được hai loại cảm giác rồi, thì vào trạng thái thiền thứ ba, chúng ta sẽ xả bớt một loại cảm giác, đó là xả bớt cảm giác của tâm và chỉ lưu lại cảm giác của thân mà thôi. Đó được gọi là xả niệm lạc trú, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Như vậy thiền thứ ba ở đây được gọi là thiền xả niệm lạc trú. Tất nhiên là xả tâm niệm, cái tâm hoan hỷ dễ chịu đó ra, và chỉ an trú ở trong cái trạng thái an lạc dễ chịu của thân mà thôi. Và tất trạng thái của thiền thứ tư là gì? Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư. Trạng thái thuần tịnh gọi là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh, thiền thứ ba là xả niệm lạc trú và thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Tất nhiên là bây giờ xả cả cái cảm giác an lạc của thân được gọi là xả lạc, xả khổ xa. Như vậy tới cái trạng thái thiền thứ tư là chúng ta về trong sự thanh tịnh thuần nhất của thân và tâm. Như vậy tứ thiền là một cái pháp hành, một cái pháp định tâm mà làm cho chúng ta dễ dàng đi vào trong cái sự tu tập mà không có cảm thấy là mình bị bức bối, bị khó chịu. Nếu như chúng ta không đi theo con đường của tứ thiền này mà chúng ta đi vào trong ngồi thiền mà chúng ta chỉ muốn một điều là định tâm không, thì hầu như chúng ta đang tạo cho mình một áp lực, tạo cho mình một sức ép, tạo cho mình một sự bức xúc trong người. Tại vì sao? Vừa vào ngồi thiền mà kêu định tâm không, nhất như không làm sao mà được. Vì trạng thái tâm vẫn còn nhiều sự dao động, nhiều những tư tưởng, những suy nghĩ nó vẫn đang hoạt động. Nhưng mà thay vì nó hoạt động về vấn đề này, về vấn đề kia, thì chúng ta cho cái tâm này hướng vào trong cái ý thức về ly dục, cái sự nhận biết về ly dục, về không hơn thua, không dính mắc hiện có của mình, đi an trú trong điều đó và an lạc trong điều đó. Và nhờ chúng ta an trú ở trên cái sự an lạc dễ chịu của thân và tâm, vì không dính mắc nó mà chúng ta ngồi thiền rất là nhẹ nhàng, dễ chịu ở giai đoạn đầu. Chứ không phải là vào ngồi thiền mà chúng ta chỉ hướng tâm vào chỉ biết hơi thở thôi, và trú ngay đó và định ngay đó và không làm cái gì khác nữa. Thiền định đó thật là gây cho chúng ta rất là nhiều bức xúc trong nội tâm vô cùng. Và nếu chúng ta thực hành thiền theo đúng cái thánh chánh định này, thì thiền định đó chúng ta nó có thể có mặt ở mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi chúng ta đang ngồi ở đây. Và như vậy chúng ta thấy là trạng thái của tứ thiền là một trạng thái, thật sự ra trạng thái của cái thiền thứ tư này nhiều khi chúng ta vẫn có trong nội tâm của mình, nhưng chúng ta không biết và không gọi nó là tứ thiền. Là vì sao? Là thứ nhất, khi mà chúng ta nói chúng ta thành tựu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, thì những trạng thái này được thành tựu liên tục, không bị gián đoạn, khi đó mới gọi là sự thành tựu. Còn hiện tại trong đời sống này, đôi khi chúng ta có những giây phút thể nhập vào trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng đó chỉ là những trạng thái gọi là xuất hiện. Nó gọi là, được gọi là chập định, hay được gọi là những cái trạng thái tâm mà an tịnh nhưng mà vẫn còn gián đoạn của mình, cho nên không gọi là sự thể nhập tứ thiền. Như vậy con xin rút trở lại rằng là Bát Chánh Đạo là một cái phương pháp tám đúng, và phương pháp này nhằm đưa đến cho chúng ta cái sự là thành tựu được trí về ngũ uẩn. Và nhờ cái sự thành tựu trí về ngũ uẩn này mà chúng ta sẽ thấy được những lậu hoặc. Và nhờ sự thấy được những lậu hoặc này mà chúng ta sẽ đưa đến sự tẩy sạch những lậu hoặc, và đưa đến sự tâm được thanh tịnh và giải thoát. Và trạng thái của tứ thiền đó để làm gì? Khi mà chúng ta thể nhập vào trạng thái tâm thuần tịnh, định tĩnh nhất như, không phiền não, không cấu nhiễm, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc và bình thản như vậy, để làm gì? Trạng thái của chánh định là để làm gì, chứ không phải là dừng ở trong cái chỗ đó.
Và trạng thái của chánh định là gì? Là nhờ cái trạng thái thuần tịnh nhất như này mà chúng ta sẽ càng thấy biết thêm rõ ràng tất cả những tàn dư, những vi tế về ngũ uẩn, về lậu hoặc. Cho nên là từ cái chánh định này sẽ dẫn cho chúng ta đến một cái pháp thứ 9 nữa được gọi là chánh trí. Chánh trí là gì? Là nhờ trạng thái tâm thuần tịnh nhất như này mà chúng ta sẽ thấy biết rõ ràng về tất cả những tàn dư, những chấp thủ vi tế nhỏ nhiệm về ngũ uẩn. Cho nên đó được gọi là chánh trí, và nhờ sự thấy biết này sẽ tẩy sạch tất cả những tàn dư vi tế về lậu hoặc và ngũ uẩn. Cho nên từ chánh trí chúng ta sẽ đi đến pháp thứ 10 là chánh giải thoát. Như vậy, đối với những vị hữu học, là những vị còn đang phải tu tập sự diệt tận tham sân si này, chúng ta cần đi theo con đường của Bát Chánh Đạo. Và khi Bát Chánh Đạo được thành tựu thì chúng ta được gọi là đi vào con đường của 10 chánh đạo, đó được gọi là chánh trí và chánh giải thoát. Như vậy thì con chia sẻ từ nãy giờ thì chúng ta được thấy rõ ràng rằng là thứ nhất là vấn đề lậu hoặc, thứ hai là vấn đề về Bát Chánh Đạo, và thứ ba là vấn đề về ngũ uẩn. Thì thưa chúng ta, có rõ được nhiều về ngũ uẩn chưa ạ? Dạ thưa, đã 10 giờ rồi. Dạ, thì con xin phép được nói sơ thêm một chút xíu về vấn đề ngũ uẩn. Thưa vẫn còn giờ phải không thưa thầy? Dạ, thì con xin phép được chia sẻ thêm về vấn đề về ngũ uẩn để chúng ta nắm rõ về ngũ uẩn. Nếu mà chúng ta không nắm rõ về ngũ uẩn thì chúng ta sẽ thật khó biết bắt đầu sự tu học của mình như thế nào. Tại vì trong cái pháp hành đầu tiên hết của một người con Phật là chánh kiến, tất nhiên là trí về ngũ uẩn. Thì như vậy, hiện tại là trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta thấy chúng ta có những cái vấn đề gì? Hàng ngày chúng ta thấy chúng ta có những cái vấn đề gì trong cuộc sống? Thứ nhất là những cái vấn đề về con người và vấn đề về tâm, những cái vấn đề về danh lợi, được mất, hơn thua, nhục vinh, phải quấy, rồi đúng sai, rồi thương ghét, rồi tham ái, rồi phiền não và khổ đau. Thì tất cả những cái mà đang có, đang hiện hữu trong cuộc sống này, những cái đó được gọi là ngũ uẩn. Chúng ta đang ngồi đây và chúng ta được gọi là ngũ uẩn. Chúng ta đang nghe pháp và điều đó được gọi là ngũ uẩn đang nghe pháp. Chúng ta đang nhìn nhau và điều đó được gọi là ngũ uẩn đang nhìn nhau. Khi chúng ta đang ngồi thiền, đó được gọi là ngũ uẩn ngồi thiền. Khi chúng ta niệm Phật, đó được gọi là ngũ uẩn đang niệm Phật. Và khi chúng ta đang chửi nhau, đó được gọi là ngũ uẩn đang chửi nhau. Như vậy, tất cả thật ra chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Và tất cả là sự vận hành, sự hoạt động của ngũ uẩn. Mà chúng ta không thấy, không biết về ngũ uẩn thì làm sao gọi là mình thấy mình đây? Nếu chúng ta không thấy, không biết về ngũ uẩn này thì làm sao mình tu tập đây? Ngồi thiền thì gọi là ngũ uẩn ngồi thiền, niệm Phật thì gọi là ngũ uẩn niệm Phật. Mà không thấy ngũ uẩn đang ngồi thiền như thế nào, ngũ uẩn đang niệm Phật như thế nào, làm sao mà ra khỏi ngũ uẩn? Làm sao mà thoát khỏi những cái thân con lăng quăng như thế này trong lu nước dơ kia? Thành ra điều quan trọng rằng là chúng ta cần phải phá được vô minh, phải thấy được ngũ uẩn, thì từ từ những cái thân ngũ uẩn như thế này nó mới được chấm dứt. Như vậy, như thế nào là ngũ uẩn ngồi thiền, ngũ uẩn niệm Phật, ngũ uẩn thương nhau, ngũ uẩn chửi nhau, ngũ uẩn đúng, ngũ uẩn sai ở đây là cái gì? Đó chính là thân
thọ, tưởng, hành và thức này. Khi chúng ta nói một lời nói nào đó ra, thương hay ghét ai là gì? Đó là do những cảm giác phía bên trong người của chúng ta là dễ chịu hay khó chịu, cảm giác thương hay cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu. Và từ những cảm giác này, chúng ta đã thốt ra những lời nói với nhau là ngọt ngào, dễ chịu hay là khó nghe hay là đau lòng. Như vậy, lời nói hàng ngày chúng ta vẫn thốt ra bên ngoài đó với nhau. Đó là gì? Đó là sự vận hành, sự điều khiển, sự thúc giục, sự chi phối của những cảm giác mà thôi. Khi chúng ta ngồi thiền được gọi là ngũ uẩn ngồi thiền là như thế nào? Đó là khi chúng ta đang ngồi an tịnh, theo dõi hơi thở. Sự rõ biết hơi thở được gọi là tưởng, cảm giác về hơi thở được gọi là thọ. Sự đang nhìn vào hơi thở được gọi là ý hành. Và sự đang rõ biết cảm giác đó, tưởng đó, hành đó được gọi là thức. Như vậy, trong khi chúng ta đang ngồi thiền vẫn được gọi là ngũ uẩn hành thiền. Và trong khi chúng ta đang ngồi niệm Phật, đó vẫn được gọi là ngũ uẩn niệm Phật. Là vì sao? Khi chúng ta đang quay vào nội tâm, tâm thầm niệm câu niệm Phật, thì cái câu niệm Phật đó được gọi là hành đang niệm Phật. Khi chúng ta hình ảnh câu niệm Phật đang hiện ra trong tâm mình, hay là hình ảnh vị Phật đang hiện ra trong tâm mình, đó được gọi là tưởng đang niệm Phật. Nếu chúng ta đang có cảm giác về câu niệm Phật đó một cách thích thú, khoan khoái, đó được gọi là thọ đang niệm Phật. Nếu chúng ta niệm Phật với cảm giác bình thường trong người, không thích, không khét, đó được gọi là chúng ta đang niệm Phật với cảm thọ không khổ, không lạc. Nếu chúng ta đang niệm Phật với một sự bức xúc, với một sự hăng say, cảm giác trong người của chúng ta đang tăng lên, đang gọi là hoạt động sanh khởi theo cái chiều hướng gọi là kích hoạt lên phía bên trên, chúng ta cần phải rõ biết. Và sự rõ biết những hoạt động đó của việc đang ngồi niệm Phật như vậy, đó được gọi là thức đang niệm Phật. Thành ra khi ngồi thiền được gọi là ngũ uẩn hành thiền, khi niệm Phật được gọi là ngũ uẩn niệm Phật. Và khi chúng ta nói ra, khi chúng ta nhìn, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận thức, chúng ta đánh giá một vấn đề về đúng sai, khi chúng ta khởi lên những ngã mạn, những kiêu mạn là gì? Đó là sự khởi lên ngã mạn, kiêu mạn của ngũ uẩn mà thôi. Và tất cả, con xin nói lại rằng, tất cả từng sự động chuyển trong nội tâm của mình, từng sự quán niệm hơi thở, sự chánh niệm tỉnh giác, sự an lạc, sự niệm Phật, sự tụng kinh, những hành vi đó được gọi là những hành vi, những hoạt động của ngũ uẩn mà thôi. Mà nếu chúng ta không nhìn thấy được ngũ uẩn, thì làm sao chúng ta có thể giải thoát khỏi những thân ngũ uẩn này đây? Thành ra trí về ngũ uẩn là rất quan trọng. Nếu hiện tại chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi với sắc pháp, nói về sắc uẩn thì rất dễ dàng, hầu như tất cả đều rõ biết. Nhưng mà nói về thọ, tưởng, hành thức, đây mới là một điều khó khăn và không phải dễ dàng gì để có thể nhận diện ra ngũ uẩn. Và nhờ sự áp dụng kinh Nikaya, những bản kinh nói về định nghĩa về ngũ uẩn vào trong cuộc sống, vào trong những buổi ngồi thiền, mà từ từ con mới nhận ra được ngũ uẩn này. Cho nên thật sự là không phải dễ dàng nhận diện ngũ uẩn. Thì trong sự chia sẻ ngắn này, con xin chia sẻ rằng là chúng ta hãy thử cố gắng thực tập trong mỗi một giây phút, từng sự động chuyển, một suy nghĩ nào đó của mình khởi lên, mình phải tập gọi là tinh tế, nhạy bén, nắm chộp được tư tưởng đó liền, không để cho tư tưởng nó chạy đi vòng do tam quốc một hơi rồi mình dừng trở lại. Thì đó được gọi là mình đã mê ở trong sự hoạt động của thọ, tưởng, hành thức rồi. Chúng ta phải tập quay về phản quan tự kỷ, tinh tế, nhạy bén trong từng dòng tâm, dòng suy nghĩ, dòng cảm thọ của mình, để có thể bắt gặp được ngay từng sự hoạt động, sự vận hành, sự chi phối, sự nhiếp phục, sự dẫn dắt của thọ, tưởng, hành thức trong nội tâm của mình. Và chúng ta hãy nhớ rằng hằng ngày trong từng giây phút sống của mình, trong từng suy nghĩ, hành động, việc làm của mình là sự hoạt động, sự chi phối, sự hướng dẫn của cảm giác, của tưởng, của ý hành và của sự rõ biết mà thôi. Và hãy tập từ từ như vậy thì chúng ta sẽ nhìn ra được ngũ uẩn. Và có những cái bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ được gọi là Tương Ưng Bộ Quyển 3. Tương Ưng Bộ Quyển 3 này được sản xuất khoảng những năm 1995 cho đến năm 2000 của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì trong bộ này, Tương Ưng Bộ Quyển 3 hầu như đây là một,
một quyển kinh dành nói về ngũ uẩn, có trên 150 bài kinh nói về ngũ uẩn. Thêm lành cho hoa thêm nhụy, cho cánh cho bay. Phật về con cá xa xa, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chùa.